À bay Minh bay tốt kìa. Lại đi chơi tiếp vậy. Quay đi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Trung Vlog đây. Sau khi mà hôm qua mình làm cái con diều diều cụ đây này. Đây cái diều cụ này. Thì mọi người bảo là không có bay được nha. Mình không đồng ý với cái ý kiến là không bay được. Còn nhiều bạn cũng bảo là chọn tre này nó non quá. Mình cũng đồng ý luôn là cái tre này nó non nha. Tre này nó non, nó cong là mọi người nhìn phát biết luôn là tre non. Đấy. Giờ là mình sẽ đi mang ra ngoài cầu mình thả. Không biết là có gió không nhưng mà mình đứng trong đây thấy gió nó bé lắm. Ra đấy mình nghĩ chắc là gió nó to. Đấy nha mọi người. Con diều này thì nó hơi bị to về một bên mọi người ạ. Bên này cánh to hơn còn bên này cánh nhỏ hơn này. Linh cầm thẳng ra. Ngang được. Vậy. Ăn được. Hơn được. Đấy mọi người thấy chưa? Nhưng mà to một tí không sao. Mình không biết là con này nó có nhẹ nhẹ đầu không, nhưng mà mình cứ bắt bòng đi để cắm vào đầu này. Cứ bắt bòng đi để cắm vào đầu, tránh trường hợp mà nó nhẹ đầu mọi người nhá. Ok, giờ là mình sẽ tiến hành là vận chuyển cái con diều cụ này ra ngoài cầu nha mọi người. Ra ngoài cầu khoảng tầm độ 1 cây đấy mọi người ạ. Chứ đùa đâu. Đấy, diều mình đang vận chuyển ra nha. Đi chậm thôi, đừng có đi nhanh. Đi chậm mà đi. Không có gió luôn, ra đây chẳng không có gió mình ạ. Mọi ngày nó gió thổi kinh lắm. Hôm nọ mình thả cái con diều sáo bé của mình đấy, nó thổi đứt cả dây luôn. Mà hôm nay chả thấy gió đâu. Cầm ở trên, cầm đằng sau thế. Yeah, đứt mẹ diều tao. Rút tuốt cái dây nó cao lên. Cao lên một chút. Ờ. Đấy cứ chạy xa tao vậy. Chúng mày buộc dây nghĩ không được đâu. Dây bọn này buộc sáng nay mang đây thả mọi người. Nó đứt tuột luôn chỗ đấy. Ô. Có bóng đâu?
Mọi người ạ, thì đến gần lúc chiều chiều thì gió nó mới lên mà anh ạ. Tinh thoảng thì nó mới có gió thôi. Quay thẳng vào đây. Đứng cái đường này nó tông chết người giờ. À mày vẫn mày tốt kìa. Lại đi chơi tiếp vậy. Quay đi. Đứng đây rồi. Đứng rồi. Rồi. Anh nó chửi nó đánh vô đây. Năm chín nghìn cô mày. Mà tóm được rồi. Cầm đập mày ngay. Vãi lồng, vãi lồng, vãi lồng, gáy anh, gáy anh. Thôi, thôi. Rồi, lên tao. Đây, đây, không ăn thì nào, chứ mày lên tao. 1, 2, 3. Uy tín chất lượng. Mày uy tín chất lượng. Lúc nào mày thả nó không đứt. Rồi. Lúc nào cái lồng toàn nó cầm này phải đứt. À, mình thả diều thì con diều của mình là bay được nha, chứ bạn nào mà bảo là nhìn phát là biết cái con diều không bay được nha. Mọi người có thể nhìn thấy vừa nãy con diều của mình bay rất là cao, nhưng mà các bạn là dây cái dây leo của mình nó bị ấy quá. Thứ nhất là nó bị ải, bố là kia địch cụ, nó mỏng quá nên là nó dễ bị đứt đâu nha. Như đây này, đứt luôn cả đây rồi này. Cái bờ kia nó con này to thì thả rất là thích luôn mày ạ. Mình vừa nãy còn chạy tí nữa còn gáy chân luôn, đây này, sưng luôn này. Mày cứ nhìn như gì vậy? Thì cái video của mình đến đây kết thúc đấy, mọi người thấy video của mình ngay. À không, căn bản là ở đây cũng là không có gió mấy mày ạ. Mình đã chuyển ra cái chỗ khác rồi, với lại là gió ở chỗ đây à, tôi cũng cho thoáng một chút ở hơn cái chỗ cầu của mình. Đấy, ok. Video của mình đến là kết thúc đây. Mọi người thấy video của mình hay thấy cho mình một like cũng như một subscribe và để lại cái bình luận ở dưới phần mô tả nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip. Bye bye.